Phát sa bạch cha ya về đà na bạch cha ya sa la ya na bạch cha ya pa so pa sa bạch cha ya về đà na Chaya tanha pai chaya Pháp Nhiên đã đi vào trong phòng họp rồi, đã đi vào rồi, cho nên xin kính thỉnh kính thỉnh bỏ. Xin nghe rõ không sư? Dạ nghe được rồi sư, nhưng không được rõ lắm sư. Dạ con kính lãnh lễ sư. Dạ, xin chào tất cả các thầy sư ạ. Dạ con kính lễ sư ạ. Rõ không sư? Dạ, cũng tương đối sư. Dạ con kính lãnh lễ sư cả Pháp Nhiên ạ. À. Chúng ta bắt đầu lớp học thưa quý vị. Con kính lãnh lễ sư ạ. Làm trước chúng ta dạ. Bắt đầu là học được chưa hả? Dạ tôi sẽ tỉnh sư, bắt đầu được rồi sư. Dạ. Làm trước chúng ta học về cái mối nói đầu tiên ở trong thập nhị nhân duyên, đó chính là do cái duyên vô minh mà có phát hành. Và ở trong cái lớp học này thì tôi chỉ muốn các vị nhớ hai điều về cái mấu chốt đầu tiên. Thứ nhất là chi pháp, đó là vô minh chính là cái sở hữu si. Và hành ở đây á, chính là cái sở hữu tư ở trong cái tâm bất thiện, trong 12 tâm bất thiện, thiện dục giới và thiện vô sắc giới. Và cái hành đó thì được gọi cách khác đó, tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Hay chúng ta có cái chúng ta gọi cách khác nữa là cái
thân hành, khẩu hành và ý hành. Đó là điều mà các vị nhớ về chi pháp ở trong cái mấu chốt đầu tiên là vô minh duyên hành. Và cái thứ hai đó là chúng ta cần hiểu về cái lý đó là do vì vô minh chúng sinh ở trong vòng sinh tử luân hồi không thấy ra được cái một cái hạnh phúc tuyệt đối của người Niết Bàn, và do vậy trong khi đi mưu tìm hạnh phúc cho mình thì chúng ta đi giống như là một người đi trong đêm tối như vậy, tức là có khi đó thì đi đúng đường và có khi đi lạc đường. Và dù cho có đi đúng đường chẳng nữa đó thì vẫn là những cái bước đi trong cái đêm tối là do vì vô minh. Nó cũng giống như là có những khi mà một chúng sinh nào đó làm các cái thiện sự và các cái thiện sự này có thể là cái thiện sự dục giới và kể cả những cái chúng sinh mà chứng các cái thiền cao hơn là sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả những cái hạnh phúc đó nó vẫn chưa phải là một cái vô cánh đốt ráo. Đó là về cái ý nghĩa của cái do duyên vô minh mà có hành. Và những vị Phật tử nào mà chúng ta học lần đầu tiên thì chúng ta chỉ nhớ chuyện đó thôi. Bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta học tiếp ở trong cái bài học thêm này đó thì những vị nào nhớ được thì nhớ, còn không nhớ còn thấy và hay nhiều thì chúng ta chỉ nhớ hai điều chúng tôi vừa đề cập đến các vị là do vì có những vị học viên chúng ta không có nhiều cái thời gian, và nếu mà chúng ta thấy rằng là học ví dụ pháp nói chung hay là bài học về duyên sinh này đó mà chi pháp hay có nhiều cái vấn đề chi đi quá nhiều đó, thì đôi khi các vị thấy rằng mình có khó nhớ, khó theo dõi. Thật ra thì cái phần mà duyên khởi chúng ta đang học đó, hay là duyên sinh là chúng ta học theo học theo chú giải. Và tôi hướng dẫn các vị đó thì cũng tìm cái cách nào đó để dễ dàng trình bày nhất cho các vị dễ hiểu. Vì vậy thì có đôi khi cái sự giản lược quá đó nó làm cho cái vấn đề đó là khó hiểu hơn, và điều đó lại là nó càng đúng hơn đến ở trong cái duyên sinh này. Thì ở trong cái chương trình học này á thì tôi sẽ hướng dẫn cho các vị trước hết là cái phần duyên sinh, sau đó là cái phần duyên hệ, và thứ ba nữa thì chúng ta sẽ học trở lại trong cái duyên sinh cùng với duyên hệ như thế nào. Bởi vì nếu trong cùng một lúc mà vừa học duyên sinh và trình bày qua duyên hệ thì trước nhất là có một số vị học viên chưa có học về duyên sinh, và cái thứ hai nữa thì cũng khá là nhiều, cho nên theo trong cái cách hướng dẫn của tôi đó, thì chúng ta sẽ học duyên sinh trước rồi duyên hệ rồi sau đó duyên sinh và duyên hệ. Còn cái bài học ngày hôm nay đó thì tôi muốn giới thiệu chung cho các vị
các cái phần liên quan về về duyên sinh này. Với đơn cử là cái mấu chốt đầu tiên là cô Minh Duyên Thành, và ở đây các vị cứ xem nó giống như là cái bài đọc thêm thôi, chứ không phải là cái bài học tiếp theo. Tại vì bài học tiếp theo thì chỉ mỗi người các vị nhớ cái bài học hôm trước thì chỉ có hai điều. Thứ nhất là về cái chi pháp của ý nghĩa, thế nào là vô minh, thế nào là hành. Rồi một cái ý nghĩa rất là tiêu biểu đó là tại sao là vô minh thiên hành thôi. Còn bài học này thì để cho những vị Phật học viên nào chúng ta đã học rồi, hoặc là các vị đã nghiên cứu sách vở lâu đó, chúng ta thấy rằng là cái duyên sinh được trình bày rất là nhiều cái khác nhau. Và ở đây thưa các vị là trước hết đó, thì các vị nhớ đây là cái bài chúng ta bài đọc thêm thôi nha. Trước hết đó, là cái duyên sinh đó, là một cái hệ thống nhân quả. Và chúng ta đã học về những cái phần nào gọi là nhân, những cái phần nào gọi là quả, đặc biệt là ở trong cái giáo lý nghiệp báo. Thì nhân quả ở trong giáo lý nghiệp báo á, chỉ là cái nhân quả được giới hạn trên phương diện đạo đức thiện ác. Còn cái nhân quả được đề cập ở trong cái giáo lý duyên sinh á, là nhân quả đó được đề cập đến ở nhiều phương diện. Đầu tiên thì chúng ta nói đến cái nhân, cái sự tương quan giữa nhân và quả đó. Thì có những nhân á, nó là nhân sinh ra quả, và có những nhân á, nó là điều kiện cho cái quả, hay là cái nhân đó nó dẫn đến cái quả. Tôi ví dụ giống như là từ cái cây xoài, chúng ta có cái trái xoài. Như vậy cái trái xoài đó là quả của từ cái cây xoài, và cây xoài đó sinh ra cái quả xoài. Nhưng mà có một cái trường hợp khác á, thì nó không phải nhân sinh như vậy, mà nó chỉ là cái điều kiện, chỉ là cái con đường dẫn đến. Ví dụ giống như là cái con đường dẫn vào chùa, thì nhờ cái con đường đó mà chúng ta đến chùa, nhưng không có nghĩa là cái con đường đó nó sinh ra cái ngôi chùa. Như vậy thì cái con đường dẫn vào chùa đó chỉ là cái điều kiện, cái cách thức, cái phương pháp để đến chùa, chứ không phải là cái nguyên nhân sanh. Như vậy thì ở trong cái giáo lý duyên sinh này đó, thì các vị chúng ta để ý về cái vấn đề nhân quả đó. Và ở đây vị nào thì chờ tôi xe cái này. Chúng ta muốn học ví dụ pháp một cách kỹ lưỡng á, thì là duyên sinh thì đặc biệt thì nhớ đến cái từ Bali, và cái sự liên hệ nhân quả đó thì chúng ta có hai cái cách, đó là gọi là cái Chanaka, và thứ hai là Upathamphaka. Cái Chanaka này á là nhân sinh ra. Còn Upathamphaka này đó là nhân dẫn đến.
Vậy thì ở trong các cái bài học trước chúng ta học á, có những cái tâm nó tạo ra được cái quả như là tâm thiện, tâm bất thiện, và có những cái tâm gọi là những cái tâm quả, và có những cái tâm gọi là cái tâm chi quả, nó không phải là cái tâm quả. Nhưng mà ở trong cái ý nghĩa của duyên sinh á, thì tất cả những cái pháp nào mà nó hiện hữu thì không có trường hợp là nó vô nhân, luôn luôn là có nhân. Và ngay cả những pháp mà chúng ta gọi là những cái pháp nhân đó, thì bản thân của nó cũng là cái quả từ cái nhân khác. Chứ những cái tâm thiện hay là những cái tâm bất thiện, nó không phải là chỉ là cái pháp nhân, tức là nó là những cái pháp chỉ có tạo quả thôi, mà chính cái thiện và cái bất thiện đó cũng được có mặt từ những cái nhân duyên khác. Cho nên các vị nhớ là khi mà chúng ta học vi pháp, chúng ta nói đến cái pháp hữu vi, tức là cái pháp mà nó được nhân duyên tạo ra, thì trong đó bao gồm tất cả các cái tâm, tâm sở và sắc pháp. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó hiện hữu, nó có mặt ở trong đời sống này, thì luôn luôn là nó phải có cái nhân sinh, có nhân sinh ra hoặc là nhân dẫn đến, chứ không có tự nhiên mà có. Và ở trong cái bài đọc thêm này đó, thì chúng ta cố gắng là nắm được cái ý nghĩa nhân quả ở trong cái duyên sinh, cũng như là ở trong các cái pháp hành. Và cái nhân quả ở đây á, nó không có chỉ đơn thuần giống như là chúng ta nhìn ở trên cái biểu đồ là do vô minh á, làm cái điều kiện, làm cái duyên để có hành, rồi từ hành có thức, có nhân sắc, lục căn hay lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, vân vân. Mà ở đây tôi nói về các vị, tôi vẫn lặp lại là những vị nào học đầu tiên đó, thì chúng ta chỉ nhớ rằng là vô minh là như thế nào, hành như thế nào, nào mà từ vô minh dẫn đến hành thôi nha. Còn ở đây là chúng ta nói chung để cho các vị nào mà chúng ta nghiên cứu chuyên sâu rồi, đây cũng là cái bài học mà những cái mấu chốt sau chúng ta không có lặp lại. Thì cái quy luật của bất hành này nó như thế này các vị, là ở đây chúng ta tạm gọi á, hành này á, là quả của vô minh, và chúng ta gọi cái hành này á, là quả của vô minh. Chúng ta học đơn giản thì là như vậy, nhưng mà thật ra đó, hành này á, nó không phải chỉ có một cái vô minh tác động, mà nó có nhiều cái nhân. Như vậy thì đầu tiên thì chúng ta lưu ý là khi một quả sanh lên, sanh lên thì nó có nhiều nhân. Ví dụ như là từ cái hạt, thì chúng ta khi mà chúng ta gieo hạt á, thì nó lên cái cây. Vậy thì chúng ta nói cái hạt này á, nó là nhân á, để tạo ra cái cây. Nhưng mà cái hạt này nó không phải là cái nhân duy nhất để tạo ra cây, mà trong đó nó còn nhiều nhân. Nó nhiều nhân nó tạo ra cái cây. Chẳng hạn giống như là khi mà hạt như thế này á, thì nó phải được cộng về cái như là ánh nắng nè,
rồi nó cộng là nước nè, rồi nó cộng thêm đất nè, vân vân. Đó, chúng ta chỉ nói đại khái như vậy. Thì các vị thấy rằng là khi mà hạn cho cây như vậy đó thì nó phải có nhiều cái điều kiện khác, trong đó có nắng, có nước, có đất. Và những cái này, những yếu tố này á, đều là nhân để tạo ra cái cây hết. Thì như vậy, từ cái cây mà nó là cái quả của cái hạt này đó, thì ở đây chúng ta nói đến một cái nhân, chẳng hạn giống như chúng ta nói đến cái nhân chính, nhưng mà thật ra trong đó có rất rất là nhiều cái nhân phụ. Và Đức Phật này nói rằng á, là trong cái luật nhân quả này á, ở trong cái bài kinh Đại Duyên, khi mà Ngài Ananda đa một lần, khi Ngài xét về cái lý duyên khởi này, Ngài cảm thấy Ngài hoan hỷ. Ngài nghĩ rằng là cái giáo lý duyên khởi này nó thật sự là thâm sâu khó hiểu. Nhưng mà điều đáng hoan hỷ đối với Ngài đó là Ngài cảm thấy cái lý duyên khởi này nó rõ ràng. Nó không có gì mà lại là nó đối với Ngài lại là nó khó hiểu hết. Ngài đem cái điều đó Ngài bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mấy nhắc Ngài Ananda là Ngài nói rằng Ngài Ananda chớ có nói như vậy, là bởi vì chúng ta chỉ khi chúng ta nói cái nhân quả nào đó thì chúng ta nói một cách những cái nhân nào mà nó tương đối nó rõ ràng thôi, còn những cái nhân mà cái yếu tố phụ mình đó hoàn toàn là chúng ta không có thấy hết được. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng là cũng một cái hạt này đó, mà cũng cái hạt đó gieo trên cái cánh đồng đó, đó thì thật ra đôi khi mỗi nơi nó thì nó mỗi chỗ trên cánh đồng như vậy đó là nó sinh trưởng những cái cây khác nhau, chứ nó không có giống, là do vì những cái yếu tố khác nó tác động vào. Có nơi đó thì cái cây nó thẳng, có nơi đó thì cái cây nó cong, rồi có nơi đó thì cái lá nó xanh hơn, rồi có nơi nó lá nó vàng hơn, vân vân, là do vì nó bị tác động bởi nhiều cái yếu tố khác. Như vậy thì khi mà nó vô minh duyên thành á, là chúng ta nói đến cái nhân chính, còn rất rất là nhiều cái nhân phụ khác nữa. Và cái vòng luân hồi á, nó như là một cái dòng chảy. Và cái dòng chảy này á, nó được Đức Phật này diễn đạt bằng nhiều cách. Nó giống như là một cái, giống như là chúng ta học về cái phần bất thiện tập yếu, chúng ta có nói đến những pháp bộc luân, tức là những cái pháp làm trong ở trên cái dòng luân hồi của chúng ta đó, nó bị xô đẩy như là chúng ta đang ở trên một cái dòng thác lũ. Thì cái dòng luân hồi này nó vốn là một cái vòng chảy như vậy, và chúng sinh không có ở yên, mà chúng ta luôn luôn là chúng ta vận động. Đó là chúng tôi nói chỉ vận động là nói theo cái cách diễn đạt theo cái cách bây giờ đó. Nó giống như là một nhà sinh học đó. Ông ta nói rằng là cái cuộc sống này ấy, nó là một cái cuộc chạy, nó là một cái cuộc chạy đua đó. Ông nói rằng là mỗi cái buổi sáng như vậy đó, thì con sư tử đó, nó cố gắng nó chạy để nó bắt được mồi, và con nai á, nó cũng cố gắng nó chạy để nó không làm mồi cho sư tử. Và con người của chúng ta đó là ai cũng phải chạy hết. Người nghèo á, thì cố gắng chạy để thoát khỏi cái cảnh nghèo. Người giàu á, thì họ cũng cố gắng chạy, họ cũng cố gắng nỗ lực để họ cũng không rơi vào cái cảnh khổ. Và sở dĩ mà nó có một cái dòng chảy như vậy đó, nó có một cái nhân tác động như vậy mà chúng ta không có thể đứng yên được. Thì như tôi nói các vị, trong một cái quả như vậy đó, nó được kết thành rất là nhiều cái nhân trong đó. Ở trong cái mấu chốt đầu tiên chúng ta học về vô minh duyên thành,
Rồi mấu chốt thứ hai đó thì chúng ta học từ hành mà có thức, từ thức có sắc. Ở đây cái điều mà chỉ có vị chánh đẳng chánh giác á, ngài mới có thể làm được cái điều này. Đó là ngài nói rằng ở trong cái giáo lý nhân quả này, ở trong cái giáo lý duyên sinh này, nó được gọi là trùng trùng duyên khởi, là do vì một cái quả nó có rất là nhiều nhân, nó rối rắm giống như là một cái tổ kén, nó rối rắm giống như là một cái cuồng chỉ rối, nó rối rắm giống như là một cái nắm cỏ muôn trá và tâm kinh. Tức là chúng ta ở Việt Nam chúng ta có những loại mà cỏ rối, và thật sự là không có dễ gì lấy ra được ở đâu là cái mấu chốt. Mà Đức Phật á, ngày thuyết cái giáo lý duyên sinh này á, là ngày chọn ra những cái điều mà chúng ta từ đó, đó là chúng ta cắt cái mối nối đó, chứ cái điều đó nó không phải là cái mấu chốt đầu tiên. Như Đức Phật ngày nói đến cái vô minh duyên thành, thành duyên thức, thì cái vô minh đó, nó không phải là cái mấu chốt đầu tiên, bởi vì vô minh đó, nó cũng có được đó, từ nhiều cái nhân khác. Nhưng mà từ cái vô minh này á, thì Đức Phật ngày nói ra được một cái sự tương quan nhân quả giữa trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Rồi ở một cái điểm khác á, Đức Phật ngày dạy người tu bằng cách đó là tu ở trên cái lục căn, ở trên cái xúc, rồi tu ở từ cái thọ vân vân. Thì ở trong các cái bài kinh, nhất là các vị Phật tử nào mà chúng ta tham khảo, thì chúng ta thấy rằng là không phải lúc nào Đức Phật ngày trình bày cái giáo lý duyên sinh này á, là nó cũng từ cái mấu chốt vô minh hết, mà tùy theo cái đối tượng người nghe, tùy theo cái khuynh hướng tu tập mà Đức Phật ngày ở trong một cái rối rắm giữa cái nhân quả như vậy đó, thì Đức Phật ngày mới lấy ra một cái mấu chốt mà ngày đề cập. Do vậy khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì mặc dù tôi biết rằng là khi mà nói đến một những cái bài học thêm như vậy cho các vị học viên lần đầu tiên đó, thì các vị cảm thấy rằng là đôi khi nó nhiều quá, nó ngán. Nhưng mà đây là những cái điều quan trọng mà để mà chúng ta tìm hiểu về duyên sinh ở trong các cái mối nối tiếp theo, như là từ thành duyên thức cho đến hết cái phần duyên sinh này đó, thì tôi không có lặp lại. Vậy thì ở trong cái dòng chảy từ cái vô minh duyên thành á, thì chúng ta chỉ học đơn giản là cái vô minh nó chính là cái sở hữu si, và hành ở đây á, tức là những cái tâm mà nó có thể tạo ra cái quả tái tục. Cụ thể nó là 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 9 thiện đáo đại. Đó là cái chúng ta chỉ nhớ cái chi pháp khái quát đó. Còn chứ thật ra từ vô minh mà nó cho cho ra cái hành đó, là các vị biết rằng là ở trong đó nó được tác động nhiều thứ. Mà ở trong kinh thỉnh thoảng Đức Phật này có đưa ra những cái môi trường cho cái điều kiện mà vô minh nó bị ảnh hưởng như thế nào. Thì bởi vì tôi nói các vị đó là thứ nhất là không có một cái quả nào mà nó chỉ có một nhân. Và thứ hai là không có một cái nhân nào mà nó không có cái nhân tạo ra nó. Ở trong nhiều quyển sách nó gọi là không có nhân vô nhân. Không có nhân vô nhân. Nhân vô nhân tức là nó không có cái trường hợp mà một cái nhân nào đó mà tự nó có mặt, nó không có do cái sự tác động của cái nhân duyên khác. Thì chỉ riêng cái điều này thôi đó là các vị thấy rằng là ở trong Phật giáo đó, Đức Phật này phủ nhận cái vai trò của một vị của một vị tạo hóa. Bởi vì thí dụ như là cái sự có mặt của chúng ta là do kết quả sáng thế của một đấng tạo hóa nào đó,
Như vậy thì đấng tạo hóa đó từ đâu mà ra? Người ta không có nói đến do một cái đấng tạo hóa khác, mà người ta nói rằng là đó, từ cái đấng tạo hóa đó nó có mọi thứ hết. Như vậy thì ở trong cái giáo lý duyên thời thì điều đó không được. Là bởi vì ngay cả nếu có một cái đấng tạo hóa đó, giống như cha mẹ là đấng tạo hóa cho chúng ta, thì cha mẹ của chúng ta đó thì cũng được tạo hóa từ ông bà của chúng ta, chứ không phải là cha mẹ của chúng ta là cái nhân đầu tiên, và cái nhân đó nó không có, nó không là cái quả của cái khác. Điều đó nó không có. Thì cũng vậy, khi mà nói đến cái vô minh duyên hành đó, thì có nhiều cái môi trường để cho cái vô minh nó có mặt ở trong đó. Nó một trong những cái môi trường đó, trong kinh có nói đến cái tứ lậu. Cái tứ lậu chứ Asawa. Cái phần này chúng ta đã học ở trong phần tập yếu hiểm rồi. Trong đó gồm có dục lậu, hủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì ở đây tôi nhắc lại, lậu tức là ở trong chúng sinh ấy, nó giống như là một cái túi mà chúng ta ở trong đó chúng ta đựng những cái chất lỏng. Và khi mà cái túi của chúng ta mà nó có cái nó vì một cái lý do nào đó, đó thì nước ở trong túi đó, thì nó sẽ rỉ chảy ra ngoài. Thì cái ý nghĩa đó, đó được nói một cách hình ảnh cho các cái phiền não của chúng sinh. Tại là khi mà có cái điều kiện đó, thì cái phiền não đó thì nó sẽ thấm đượm ra ngoài. Thì ở trong tứ lậu chúng ta thấy rằng là vô minh đó, có mặt cùng với ba cái phiền não khác, trong đó có dục lậu, có hữu lậu và có cái kiến lậu. Thì nói một cách khác, vô minh nó còn có một người cộng sự đắc lực cùng với vô minh đi suốt ở trong cái sinh tử luân hồi này, mà chính cái yếu tố đó nó tác động ra một cái dòng chảy luân hồi mà chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta vì quá lâu chúng ta không có thể nào chúng ta biết được cái khởi điểm đầu tiên của cái đời sống này. Đó chính là cái tham ái. Cái tham ái này đó, nó là một cái động lực. Cái tham ái này đó là nó tác động cho tất cả các cái sự tìm tòi của chúng sinh. Và ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật Ngài có nói rằng là cái do vì cái tham ái, chúng ta thích cái này, chúng ta thích cái kia, đó chính là cái động lực xô đẩy chúng sinh ở trong cái dòng bọt lưu, cái dòng chảy của luân hồi. Mà đó là một cái cuộc dông đuổi, một cái cuộc chạy từ cái đời sống này sang cái đời sống khác. Và tại sao mà cái tham ái nó tạo ra được cái năng lực đó? Do vì cái tham ái đó, chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta tránh khổ tìm vui. Tham ái nó cho cái khuynh hướng của chúng sinh là tránh khổ tìm vui. Cái gì mà tham ái thích đó, thì nó tìm. Cái gì mà tham ái không thích đó, thì nó tránh. Và do vậy đó, chúng ta không có đứng yên. Mỗi ngày thức dậy đó, thì luôn luôn đó, là nó giống như là con rắn, là lúc nào nó cũng bò, nó tìm nó cái hang này đến cái hang khác. Thì tâm của chúng ta nó mỗi ngày như vậy, mỗi sáng như vậy đó, thì nó cũng giống như là con thú rừng. Một con đó thì đi chạy kiếm ăn, còn một như chỉ cho cái điều gì mà tham ai nó thích. Một con đó, thì nó cố gắng là nó chạy làm sao để nó không làm mồi cho con khác đó. Thì nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta lẩn tránh cái khổ ở trong luân hồi. Và trong nhiều cái cách mà chúng sinh phàm phu tìm vui mà tránh khổ đó, đó, thì trong đó có cái cách đó là để tìm vui đó, thì một chúng sinh đó, là cái cách mà chúng ta tìm vui. Một số chúng sinh đó, thì làm các cái việc ác,
ở trong ở đây chúng ta gọi là phi phúc hành. Bởi vì người ta cảm thấy rằng là mình quá khổ, mình quá nghèo, cho nên một số người đó thì họ làm các cái việc như là họ trộm cắp để họ có được cái tài sản, hoặc là người ta có một cái giống như là người ở miền thôn quê đó, để có cái ăn, cái mặc, cái ăn hàng ngày đó, thì người ta sát sanh. Và trong khi làm những cái việc đó đó, thì đôi khi đó thì muốn tìm về cái sinh kế, đôi khi đó vì là cái niềm vui. Có những người họ sát sanh lâu ngày đó, nó trở thành một cái niềm vui. Do vậy một trong những cái thú vui tiêu khiển của họ là việc sát sanh, cũng như là câu cá, nó vốn là một cái thú tiêu khiển của chúng ta. Thì một số chúng sinh đó, trong khi mà đi tìm vui như vậy đó, thì họ lại chọn cái cách làm ác. Rồi một số chúng sinh đó, khá hơn á, thì nghĩ rằng là nếu mà mình làm ác á, thì hiện tại có thể là mình vui, nhưng mà đời sau thì mình khổ. Và do vậy đó họ cố gắng họ làm thiện. Và cái làm thiện này á, thì dù là một người làm thiện, nhưng mà cái mục đích của họ đó là họ cũng muốn tránh khổ, để họ tìm vui. Họ sợ rằng là những cái khổ ở trong đời sống, họ sợ rằng là đời sau mình nghèo, đời sau mình bệnh hoạn, đời sau mình như thế này như thế kia vân vân. Thì do đó họ nghĩ rằng là với những cái công đức mà mình làm, đời sau mình được như thế này, đời sau mình được như thế kia vân vân. Và do vậy họ làm thiện. Thì ở trong video pháp chúng ta thấy rằng là nếu mà nói về cái nhân quả theo cái nghiệp báo á, thì cái nhân thiện á, luôn luôn thì nó phải có cái quả thiện. Nhưng mà nói về cái nhân quả mà cái tính rộng hơn á, không phải là nhân sanh mà cái nhân tác động á, thì từ cái tham ái cùng đi với vô minh, thì cái tập bảy trùng này á, nó tác động cho chúng sinh á, là ngoài cái việc mà cái tham ái và vô minh nó bản thân hai cái phiền não này á, là bất thiện, thì nó không phải nó chỉ có tác động cho một chúng sinh khác làm bất thiện thôi, mà nó còn tác động cho chúng sinh nó làm thiện, mà không phải là làm thiện thường, nó không phải là chỉ có thiện làm các cái công đức mà dục giới thôi, mà cái tác động sâu xa đó là chúng sinh đó làm được những cái việc thiện rất là cao, đó là sắc và vô sắc. À, nói đến đây thì chúng tôi chỉ là muốn nói thêm một khi từ cái này tôi nói thêm cái kia trong xong hồi cũng lặp lại nhiều cái quyển sách đó, chúng ta thấy rằng ba cái hành này á thì được có kể cho cái là thân hành, khẩu hành, cũng như hôm trước chúng tôi cũng có nhắc các vị. Rồi thật ra ba cái hành này á, chúng ta cũng có thể chúng ta chia làm hai, từ ba cái này thì chúng ta cũng có thể chúng ta chia làm hai là bất thiện hành và thiện hành. Hoặc là chúng ta chia theo một cách khác, tức là cũng ba cái hành này là chúng ta gọi là cái phi phúc hành. Phi phúc hành là bất thiện, rồi dục giới phúc hành chính là thiện dục giới, và đáo đại hành. Tại vì có nhiều khi chúng ta đọc sách đó, chúng ta thấy rằng là tại sao mà có quyển sách này nó kể như thế này, quyển sách như kỳ kể như thế kia, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đúng là mình học vi pháp và mình sẽ quen cái điều này, chúng ta kể như thế nào đi nữa, miễn làm sao
mà chúng ta kể làm sao mà nó đủ ra là 12 bất thiện. Chúng ta kể làm sao cũng biết chia làm 2, làm 4, làm 10, làm 100 gì cũng được, miễn sao là có 12 bất thiện. 12 bất thiện, 8 đại thiện, 8 đại thiện dục giới. Nhiều Phật tử họ đề nghị tôi viết chữ như vậy thôi, đôi khi cũng có 8 đại thiện dục giới. Rồi chính đấu đại, chính thiện đấu đại. Đó. Thành ra khi mà chúng ta đọc sách á, chúng ta thấy rằng là có nơi á, thì chỉ có kể ba cái phúc hành, khi phúc hành bất động hành, có nơi đó thì kể thân hành, tổ hành, ý hành, có nơi đó thì kể như thế nào, như thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta là người học địa pháp thì cứ biết rằng là hãy kể như thế nào đi nữa, thì khi mà nói vô minh duyên hành ở trong cái chuỗi mà duyên sinh này á, thì luôn luôn á, thì nó phải bao gồm 12 cái tư nha. Xin lỗi các vị, là tư trong, giờ phải ở trong này là tư trong, sở hữu tư trong 12 tâm này, chứ không phải 12 tâm, sở hữu tư trong 12 bậc thiện. Vậy thì khi mà nói đến cái vô minh duyên hành á, là nói đến cái nhân chính từ cái vô minh mà có hành, chứ còn bên cạnh đó đó thì nó còn tác động đến nhiều thứ. Mà một trong những cái yếu tố tác động quan trọng nhất á, chính là cái tham ái. Và ở trong chú giải nói rằng là giữa và vô minh và cái tham ái đó dẫn dắt chúng sinh đi á, cũng giống như là hai cái phiền não này, hai cái yếu tố này, nó cũng như là một người mà lãnh đạo, một người dẫn đường chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Chúng ta đi từ một cái cõi thấp nhất đó là đọa xứ, đi đến cái cõi cao nhất đó là phi tưởng xứ. Tất cả đều có sự tác động xa gần của cái vô minh và ái. Và ở trong khi mà chúng ta học về vô minh duyên hành thì được kể ra cái lấy cái lý do là do vì chính cái vô minh á, nó làm ngăn ngại chúng sinh không thấy rõ cái hoàn cảnh thật hiện tại của mình đang là khổ, và nó cũng chúng sinh trong vô minh á, trong luân hồi đó, thì cũng do vô minh á, mà mình cũng không hiểu được là cái nguyên nhân chính yếu nào mà làm cho mình khổ. Bởi vậy mà Đức Phật này nói rằng là cái giáo lý chân quả này nó rối rắm như là một cái tổ kén, ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn vui hết, nhưng mà do vì chúng ta không có tìm ra được cái nguyên nhân nào mà nó làm cho chúng ta khổ, cho nên là chúng ta làm rất là nhiều cách, làm ác có, làm thiện có, và những tất cả những cái điều đó nó đôi khi về một cái phương diện nào đó, đó thì mình thấy rõ ràng là nó là một cái nhân chính. Chẳng hạn giống như là một người nghèo, họ nghĩ rằng là mình sở dĩ mình khổ là do mình nghèo, chính cái nguyên nhân nghèo nó làm cho mình khổ, họ thấy rõ ràng như vậy. Và khi mà họ làm các cái việc án giống như là họ sang đoạt tài sản của người khác, khi họ có đồng tiền, chẳng hạn giống như là một tên cướp, nó có thể hả hê với cái tài sản nó cướp đoạt người khác, và trong khi đó nó thấy rằng là rõ ràng rằng là trước kia là mình nghèo là do mình không có tiền, và bây giờ mình có tiền á, mình ăn chơi, mình muốn cái gì mình có cái đó. Như vậy là cái nguyên nhân mà nó làm cho mình thoát khổ á, chính là cái đồng tiền này. Như vậy thì họ thấy cái điều đó một cách rõ ràng, chứ không phải họ do nghe từ ai khác, cho nên họ thích làm những cái điều đó. Và do vì chúng ta đó, do vô minh ngăn ngại, mình không có thấy rõ được đâu là cái nguyên nhân chính yếu, đâu là cái nguyên nhân triệt để, mà chúng ta chỉ thấy có những cái nhân ngọn thôi. Cho nên là mình tìm cách đó, là mình tìm cách đó, là mình làm hết cái điều này đến cái điều kia. Và sở dĩ mà chúng ta cứ bị đánh lừa như vẻ ngoài đó là bởi vì mỗi khi mà chúng ta cải thiện cái nhân khổ của nó, thì đôi khi chúng ta phải thấy rằng là
mình có bớt khổ được một phần. Nó giống như là một người bị nghiện thuốc phiện, do cái cơn nghiện nó hoành hành, và họ nghĩ rằng là nếu vào cái lúc này đó mình được hút phiện á, thì mình sẽ được giải thoát khỏi cái cơn hoành hành đó. Và khi mà họ hút á, thì trong khoảng thời điểm đó thì họ được giải thoát khỏi cái cơn hoành hành do nghiện. Nhưng mà cái giải pháp đó nó không có lâu dài, bởi vì mặc dù là trong khi họ đang nghiện, nếu họ được hút thuốc vào thì cái cơn nghiện đó nó có thể giải tỏa một phần, nhưng mà cái sự giải tỏa đó nó cũng sẽ trở lại trong một cái thời gian sau, cái thời gian không xa. Thì cũng vậy, cái vòng luân hồi của chúng ta sở dĩ mà nó lặp đi lặp lại như vậy đó, là bởi vì mình đã tìm ra rất là nhiều cái giải pháp để thoát khổ, nhưng mà mỗi cái giải pháp đó nó giúp cho chúng ta một phần, một cái thời gian ngắn ngủi nào đó thôi. Cụ thể là một chúng sinh làm cái chuyện phi phúc hành đó, là nếu người đó tìm thấy cái sự an lạc đó, thì sự an lạc đó nếu dài lắm thì cũng trong một cái đời sống này thôi. Rồi đối với những cái chúng sinh khá hơn đó, thì họ tìm ra được một cái giải pháp tốt hơn, đó là họ làm các cái công đức như là quỷ cổ trời dục giới, thì tùy theo các cái tầng trời một cái tuổi thọ cao hơn. Và cuối cùng là ở cái cõi trời vô sắc, đó là một cái cõi, là cái thời gian mà đầy cái nơi mà chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi tìm ra được một cái giải pháp mà thoát khổ trong cái thời gian dài nhất, và do cái tuổi thọ ở cái cõi trời vô sắc dài nhất. Tuy vậy đó thì nó vẫn không phải là một cái cú cánh rốt ráo, là bởi vì hết cái tác động của cái tâm thiện, cái tâm thiện vô sắc cho cái quả vô sắc đó rồi đó, thì chúng sinh lại tiếp tục phải lăn trôi vào những cái khổ thập thân, mà nhất là các cái khổ cảnh. Thì ở đây cụ thể là nói về cái nhận thức của chúng sinh trong vòng luân hồi đó, thì chúng ta có bốn hạng chúng sinh. Cái hạng đầu tiên á, bốn hàng người, cái hạng đầu tiên đó là không biết cái tình trạng đang là của mình là khổ. Tức là đối với chúng sinh bình thường đó, là chúng ta không có thấy luân hồi là khổ, mà mình chỉ thấy cái khổ đó, ở một cái phương, một trong những cái phương diện nhỏ của luân hồi thôi. Ở đây chúng ta còn phải, tôi nói nhiều quá chắc rối mà cả thôi, nói cho đủ luôn. Cái khổ mà mình thấy trong cái khổ này, tất cả chúng ta có ba cái khổ: một là cái khổ cổ, hai là cái hoại khổ, và thứ ba là hành khổ. Cái khổ khổ chính là những cái khổ thân, khổ tâm mà chúng ta có, giống như là những khi mà chúng ta bệnh hoạn, ốm đau vân vân, thì khi đó chúng ta thấy nó khổ. Thì phàm phu của chúng ta đó là chỉ có thể biết được cái khổ như vậy thôi. Còn cái hoại khổ tức là những cái mà mình vốn mình xem là cái an lạc, cái hạnh phúc á, thì với một chúng sinh không có tu tập á, thì không có thể thấy ra cái yếu tố khổ trong khi đó. Chẳng hạn như là một vị chư thiên đang sống hạnh phúc với cái thiên lạc của mình, thì vị đó không có đủ cái khả năng thấy rằng cái thiên lạc này mặc dù mình thấy nó là lạc, nhưng bản thân của nó cũng là khổ, là bởi vì nó luôn luôn là cái gì mà nó hiện hữu, nó luôn luôn là nó phải chịu cái áp lực do cái vô thường chi phối. Và cụ thể rõ ràng biểu hiện cái khổ trong cái lạc đó, tức là khi mà nó vô thường, khi mà nó biến diệt. Chẳng hạn giống như là chúng ta đang có một cái hạnh phúc gì đó rất là lớn, và khi hạnh phúc nó mất đi thì chúng ta thấy cái khổ. Nhưng mà phàm phu của chúng ta đó, thì chỉ có cái hạng khổ, cái loại khổ đầu tiên. Và cái khổ thứ hai đó là, nếu mà trong cái loại khổ này đó, thì mình hai khổ này nó tức là nó ở một cái hình thức mà mình vẫn gọi là cái lạc. Thì đối với chúng ta, những cái hạnh phúc,
cái lạc này mình không có thể thấy được nó là cái khổ, mà mình chỉ thấy nó một phần khi mà nó bị mất đi thôi, chứ còn khi mà nó có mặt thì phạm phu không thấy được, không thấy, không đủ cái khả năng đó. Rồi cái thứ ba là cái hành khổ, tức là tất cả những cái gì từ cái pháp hành, tất cả cái gì về pháp hữu vi, tất cả cái gì mà thuộc về cái do nhân duyên mà có, thì tất cả đó đều đó đều gọi là khổ đó. Thì phạm phu người thường là chỉ có thể nó là hiểu về cái khổ, là cái khổ khổ đầu tiên đó. Thì ở trong cái bốn hạng luân hồi này á, thì cái hạng đầu tiên á là không hiểu ra rằng là cái tình trạng luân hồi của mình á nó là khổ, và do đó là nếu mà chúng ta khổ cái chỗ này đó thì chúng ta tìm đến cái chỗ khác với cái mong mỏi rằng là chỗ khác chúng ta được an lạc. Chúng ta đang ở cái cõi người chúng ta khổ thì chúng ta nghĩ rằng là cái cõi trời hay là cái cõi phẩm thiên an lạc. Như vậy thì chúng ta đi cái hạng người đầu tiên á là không biết rằng là không biết là luân hồi là khổ. Rồi cái hạng thứ hai á, cái hạng thứ hai á đó là các vị Bồ Tát, là những chúng sinh á mà hiểu rằng á là mình cái tình trạng mình, cái tình trạng hiện tại của mình á nó là khổ. Nhưng mà cái hạng này á chỉ biết rằng là cái tình trạng của mình là khổ, nhưng vị này nó chưa thấy ra được cái con, không tìm ra được cái con đường thoát khổ. Vị này chỉ biết rằng là sẽ có con đường thoát khổ, nhưng mà vị này không tìm ra. Đó là cái hạng Bồ Tát. Bởi vậy mà các vị Bồ Tát á, sở dĩ mà gọi là Bồ Tát, chữ phiên âm là chữ Bodhisattva, tức là người Trung Hoa họ dịch là giác hữu tình, hay là chúng ta gọi là một người thức tỉnh. Thức tỉnh ở đây tức là vị đó thấy ra rằng là cái tình trạng luân hồi này nó vốn là khổ. Những cái hạnh phúc của cõi trời, cõi phạm thiên vốn chưa yên ổn hoàn toàn, và vị này tin rằng sẽ có một cái giải pháp thoát khổ, nhưng mà vị này chưa tìm ra cái con đường đó, đó chính là vị Bồ Tát. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là chư vị thánh hữu học. Chư vị thánh hữu học tức là những vị từ sơ quả cho đến tam quả, những vị này vẫn còn nằm ở trong cái vòng luân hồi, tức là những vị này vẫn còn phải chịu những cái khổ lụy do luân hồi mà có. Nhưng mà các những vị này khác hơn hai hạng trên. Thứ nhất là vị này là người đã thấy được cái luân hồi này là khổ, và thứ hai là vị này nó đã tìm thấy cái con đường thoát khổ. Nhưng mà chẳng qua là vị này chưa có đủ cái công cụ, chưa đủ cái điều kiện để mà vị này mở tung cái cánh cửa đó. Nhưng mà vị này đã thấy cái con đường đó, nó có nhiều cái cửa ngăn ngại. Và đối với vị sơ quả đó thì các ngài đã mở được cái cửa đầu tiên rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn những cái lớp cửa sau. Rồi đối với vị sơ nhị quả đó thì các ngài mở thêm một cái lớp cửa nữa. Vị tam quả nó mở cái lớp cửa, nhưng vị tam quả nó vẫn còn một cái lớp cửa cuối cùng. Như vậy thì cái hạng người thứ ba đó là chỉ cho chư vị thánh nhân hữu học, là các ngài đó là người đó đã thấy được cái khổ, đã thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, và các ngài là người đang thực hành, đang đi trên cái con đường thoát khổ, nhưng mà chưa có đi hết cái con đường đó. Và các hạng thứ tư là chư vị thánh A-la-hán. Chư vị thánh A-la-hán là người đã thấy được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, thấy được cái sự diệt khổ, và các ngài đã vượt qua cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật ngài nói về cái tứ đế, ngài nói đây là khổ. Đó là cái chân lý thứ nhất. Cái chân lý thứ hai, đây là khổ tập, hay còn gọi là nguyên nhân sanh khổ. Cái chân lý thứ ba đó, đây là khổ diệt. Và chân lý thứ tư đó, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy thì chúng ta học ví dụ pháp đó, thì chúng ta nhớ rằng là cái khổ diệt đó hay là diệt đế, khổ diệt hay là diệt đế chính là niết bàn, là bằng những
cách gọi khác của Niết Bàn. Và Niết Bàn á, thì vốn là cái pháp phi quả, phi nhân phi quả. Vô vi. Tất cả các pháp hữu vi á, đều là do nhân tạo pháp. Mà chỉ có Niết Bàn á, chỉ ngoài Niết Bàn là pháp vô vi đó, là mới không có cái nhân tạo thôi. Do vậy mà Niết Bàn không phải bị vô thường, bị khổ. Và do vì Niết Bàn không phải là do nhân tạo đó, cho nên Niết Bàn nó không phải là một cái hiện hữu giống như là chúng ta quan niệm là một cái hiện hữu về một cái cõi hay là một cái hình hài chi đó. Bởi vì cái gì mà nó được cấu tạo của hữu vi thì cái điều vô thường hết. Thì ở đây chúng ta thấy là do vì Niết Bàn là cái pháp phi quả đó, cho nên khi mà nói về cái khổ á, thì nó có cái nhân của nó chính là cái tham ái. Nhưng mà nói đến cái việc á, thì cái bát chánh đạo hay là đạo đế đó không phải là nhân cho ra cái quả Niết Bàn, mà Đức Phật này gọi là con đường đưa đến cái sự diệt khổ. Cái con đường đưa đến sự diệt khổ không phải con đường đó, đó nó tạo ra cái cứu cánh khổ diệt. Nó giống như là con đường đưa đến chùa Phật Pháp đó, thì con đường đó nó không phải là cái con đường đó sinh ra cái chùa Phật Pháp, mà chỉ con đường đó dẫn đến chùa Phật Pháp thôi. Đây là cái ý nghĩa nhân quả mà chúng ta thấy rõ ràng hơn, chúng ta được minh họa theo một cái pháp môn khác, đó là cái pháp là tứ diệu đế. Thì trở lại chúng ta thấy cái phần ngày giải rằng là này chứ Tỳ kheo, tất cả những cái lời giải của Như Lai á, chỉ nhằm đến hai điều thôi, đó là cái khổ và cái nguyên nhân sanh khổ, cái khổ và cái sự diệt khổ. Như là chỉ nói đến hai điều khổ và cái sự diệt khổ. Thì ở trong cái vòng thập nhị nhân duyên này, từ cái vô minh cho đến cái sầu, cái dài chết sầu bi khổ ưu não, thì Đức Phật này trình bày cái lý nhân duyên mà chúng ta quen gọi là cái lý thuận, là do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này hiện hữu mà cái kia hiện hữu. Và ở trong đây chúng ta thấy cái điều gì? Ở từ cái vô minh này cho đến giờ chết sầu khổ u não, Đức Phật này chỉ ra hai cái đế đầu tiên, đó là cái khổ và nguyên nhân sanh khổ. Rồi khi mà Đức Phật này trình bày cái lý duyên khởi mà theo cái chiều nghịch đó, do vô minh diệt đó, mà hành diệt, do hành diệt thức diệt, danh sắc diệt, vân vân, thì Đức Phật này nêu bật đến hai cái chân lý thứ hai, hai cái đế thứ hai, tức là cái sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Thì vậy thì khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên sinh này á, là đồng thời chúng ta cũng học không những là đối với giáo lý duyên hệ, mà chúng ta còn học luôn cả về cái giáo lý tứ đế. Rồi chúng ta cũng trở lại cái vô minh duyên hành này. Thì tôi cũng nói lại nghe, bữa nay là bữa là bằng cái bài học thêm thôi, còn các cái mấu chốt từ cái hành trở về sau đó thì chúng ta không có lặp lại những cái điều này. Và ở đây tôi nói cái bài học thêm đó, là để cho một số các vị học viên nào chúng ta đã từng học biên sinh rồi, cũng như là những vị học viên mà chúng ta tham khảo thêm nhiều cái sách vở, hay là chúng ta học từ các vị khác đó, thì chúng ta thấy rằng là cái giáo lý duyên khởi này không có dễ dàng mà để mà chúng ta nắm hết được. Nhưng mà chúng ta cũng thứ nhất đầu tiên thì tất nhiên là phải nhờ Đức Phật và chư vị thánh nhân, nhưng mà chúng ta học đi nhờ những cái nỗ lực, những cái công đức của các vị tiền bối đi trước, mà để các ngài mới chỉ ra rằng
có những cái phương pháp nào đó mà chúng ta học về cái giáo lý duyên sinh này. Thì hôm trước tôi có nói đến một cái giáo lý khác được đề cập đến song song cái giáo lý duyên sinh đó, chính là cái duyên hệ. Duyên sinh đó, là trình bày cái nhân sinh khởi. Ví dụ như là tại sao mà hành thì hành chúng ta có cái nhân là vô minh, tại sao mà có thức thì thức thì có nhân do hành, đó là chúng ta học về cái nhân sinh khởi. Còn cái duyên hệ đó là chúng ta học về cái trong cái nhân sinh đó, đó thứ nhất đó là nó được tác động như thế nào và nó được tác động đến bao nhiêu cái trường hợp. Ở đây chúng ta học nói đến cái vô minh duyên hành, vô minh là bất thiện nha, vô minh là bất thiện. Còn hành á, vô minh duyên hành, hành ở đây thì có bất thiện rồi bất thiện. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là giữa cái nhân là vô minh và cho tác động cái quả là hành á, thì chúng ta thấy rằng là ở trong đây hành chúng ta tạm chia làm hai là bất thiện và thiện. Thì chúng ta thấy rõ là khi mà vô minh tác động cho hành mà hành đó là bất thiện á, tất nhiên nó sẽ khác hơn rất là nhiều khi mà vô minh tác động cho hành mà hành đó là thiện. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà vô minh mà tác động cho phi phúc hành á, là cái phi phúc hành và bất thiện này á, là nó đồng tính chất với nhau. Cái phi phúc hành và cái vô minh á, nó đồng tính chất với nhau đều là bất thiện. Còn cái phúc hành và phi phúc hành á, mà do vô minh tác động á, thì chúng ta thấy rằng là vô minh nó là bất thiện. Mà trong khi đó, đó là cái phúc hành và cái phi phúc hành á, thuộc về thiện. Do vậy là cái sự tác động đó nó không có thể nào nó giống nhau được hết. Nó giống như chúng ta nói rằng là mình giúp người này giúp người kia, nhưng mà những người mình ở gần á, thì mình sẽ cái cách mình giúp nó khác với người ở xa. Người ở trong cùng một nhà đó thì mình cái sự giúp đỡ nó khác với người ở cái tỉnh khác, thậm chí là ở quốc gia khác. Thì chúng ta khi chúng ta học cái diệu pháp, chúng ta nhớ rằng là khi mà một cái dòng tâm thiện sanh lên thì khi đó nó không có bất thiện. Ngược lại, khi dòng tâm bất thiện sanh lên thì khi đó nó không có thiện. Như vậy là nếu mà nói rằng là một cái sự giúp đỡ, cái sự trợ giúp cùng có mặt với nhau, tức là vô minh cùng có mặt trong hành thì khi đó nó vô minh chỉ có đến phi phúc hành thôi. Ở đây chúng tôi gọi là cái sự giúp đỡ cùng có mặt. Chứ thật ra sau này chúng ta học về duyên hệ đó thì chúng ta có nhiều cái cách gọi, chẳng hạn giống như là câu sanh duyên, tương ứng duyên, vân vân. Thì vô minh á, giúp cho phi phúc hành á, có thể nó là vô minh cùng có mặt với hành được. Nhưng mà khi mà vô minh á, mà trợ sanh cho thiện, tức là phúc hành và bất động hành á, thì cái sự trợ sanh đó vô minh không có thể cùng có mặt được, bởi vì vô minh là bất thiện, trong khi đó phúc hành và bất động hành nó thuộc về thiện. Cho nên các vị thấy rằng là chúng ta học đơn giản thì chúng ta nói là do vô minh tác động cho hành, thì vô minh chính là cái sở hữu si hành, chính là cái sở hữu tư trong thiện bất thiện vân vân. Nhưng mà thật ra thì nó không có như vậy, mà nó còn ra nhiều cái vấn đề phức tạp nữa. Thì trước hết đó là vô minh á, chúng ta nói đến cái vô minh tác động cho phi phúc hành, là vô minh tác động cho phi phúc hành. Ở đây tôi vẫn gọi vẫn là bài học thêm thôi nha, tại vì phần này sau này chúng ta sẽ tạo lại duyên hệ, nhưng mà
Rồi có những cái phần này thì những cái chi tiết sau chúng ta không đề cập. Thì khi mà vô minh tác động cho phi quốc hành thì trong đó có rất là nhiều trường hợp trong đó. Ví dụ giống như là vô minh cùng có mặt ở trong cái tâm bất thiện. Chúng ta nhớ rằng là cái sở hữu si là cái bất thiện biến hành. Và do vậy khi nào mà có cái tâm bất thiện thì khi đó đều có sở hữu si hết. Như vậy thì tâm bất thiện nào sanh lên thì bên cạnh là đều có sở hữu si. Như vậy thì vô minh có thể tác động cho phi phúc hành bằng câu sanh duyên, bằng tương ứng, nói cách khác là tác động cho phi phúc hành bằng cách là có mặt cùng lúc. Và ở đây nó còn ra một cái vấn đề nữa là khi mà một tâm sanh lên như thế này thì trong đó có nhiều cái đặc tính của tâm mà chúng ta gọi là cái sở hữu. Thì chúng ta ví dụ ở đây là cái tâm bất thiện, ở đây là cái tâm bất thiện, tâm bất thiện. Thì trong tâm bất thiện này đó, thì tất nhiên là có vô minh, đúng không đây? Và nếu tâm bất thiện này mà chúng ta đơn cử là tâm tham thì tất nhiên ở đây là có sở hữu tham. Khi một tâm sanh lên đó, thì chúng ta là có nhiều cái sở hữu, mà không phải chỉ có một cái sở hữu tham thôi, mà nó còn nhiều cái sở hữu bất thiện cùng có mặt trong đó. Trước hết là nó có cái si phần, bởi vì si phần vốn là cái bất thiện biến hành. Và khi này á, khi vô minh á mà tác động duyên cho phi phúc hành chính là cái sở hữu tư ở trong cái tâm tham, sở hữu tư trong tâm tham. Biết tôi nói nhiều quá rồi. Cái sở hữu tư ở trong tâm tham thì chúng ta thấy rằng là si ở trong đây vô minh này hả, vô minh này ở đây vô minh là si nè, sở hữu si. Si ở trong tâm tham nè tác động cái sở hữu tư ở trong tâm tham, thì khi đó chúng ta thấy rằng là vô minh duyên hành trong đó nó cùng có mặt, bởi vì nó sanh lên cùng lúc. Và không phải chỉ có tư tác động, không phải chỉ có si tác động cho tư, mà trong đó có các cái phiền não khác như là vô tàm, vô úy, phóng vật, rồi tham, rồi đều tác động cho sở hữu tư này. Và ngược lại, cái sở hữu tư này á, nó cũng tác động lại cho vô minh. Cho nên trong cái trường hợp này á, thì là gì? Vô minh duyên hành mà hành cũng duyên lại vô minh. Nó giống như là chúng ta có cái tôi không biết vẽ đại, các vị cố gắng mừng tượng. Chúng ta có cái ghế, chúng ta có cái ghế ba chân. À, có chúng ta có cái gì vẽ nó bị nhận ra cái ghế. Số lượng cái chân này chút. À, chúng ta có cái ghế ba chân như thế này. Thì hai cái chân này á, nó đứng được á, là nhờ nó nương lại cái chân này. Và cái chân này bù lại, ngược lại thì nó cũng nương lại hai cái chân này. Nói tóm lại, một cái chân ghế này á, thì nó dựa vào hai cái chân ghế kia. Do vậy khi mà chúng ta nói rằng là hai cái chân này nó đứng á, thì nhờ hai cái chân kia làm duyên, hay nói cách khác đó là hai cái chân kia là nhân, cái chân này là quả. Nhưng mà ngược lại đó thì cái chân ghế này á, thì nó cũng làm nhân lại cho hai cái chân ghế kia, tức là nó làm duyên, nó làm cái điều kiện cho hai cái chân ghế kia được đứng. Như vậy thì khi mà sau này chúng ta học thêm về cái giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta còn thấy ra rằng là trong khi mà vô minh mà duyên cho hành thì khi đó nó hành cũng duyên lại vô minh. Và trong khi mà vô minh mà duyên cho hành thì không chỉ có nghĩa là chỉ có mỗi vô minh duyên cho hành thôi, mà rất rất nhiều cái điều kiện khác nó tác động cho hành, tức là trong sở hữu tư. Đó là đây là nói là chúng ta nói trường hợp đối với vô minh mà duyên cho hành khi nói đến cái chính thiên, cái sở hữu si ở trong cái tâm bất thiện đó. Ngoài ra thì vô minh duyên cho hành
thì còn nhiều cái cách khác nữa, chẳng hạn giống như là những cái việc bất thiện ở trong thuộc về quá khứ nó vẫn tác động lại cho những cái bất thiện ở trong hiện tại. Ở đây chúng con nói đã nói dài rồi, chúng ta nói dài luôn. Thì khi chúng ta học về cái phần nhân quả ở trong duyên sinh và duyên hệ đó thì nó rộng hơn khác rất là nhiều so với cái nhân quả ở trong cái lý nghiệp báo. Lý nghiệp báo cũng là một nhân quả, nhưng mà cái nhân nó chỉ là một phần của cái giáo lý nhân quả thôi. Cái giáo lý nghiệp báo là nhân quả của cái thiện ác, còn cái giáo lý duyên sinh và duyên hệ đó là nhân quả của tất cả các cái pháp, của các cái pháp hữu vi. Thì ở đại khái đó thì ở đây chúng ta phải nói đến cái duyên hệ, là duyên hệ đó phân tích rằng là khi mà một cái tâm thiện, ở đây trước hết là tâm bất thiện, cái tâm bất thiện sinh lên thì cái tâm bất thiện này á, nó hoàn toàn nó có khả năng nó tác động cho cái bất thiện khác. Rồi không phải chỉ có bất thiện nó tạo ra cái bất thiện thôi, mà bất thiện nó cũng tạo ra thiện, rồi bất thiện nó cũng tạo ra cái vô ký, rồi ngược lại khi mà một tâm thiện sanh lên thì thiện này á, thì nó tác động cho thiện khác, thì nó là chúng ta thường đề cập. Nhưng mà thiện này á, nó vẫn tác động cho cái bất thiện, rồi cái thiện á, nó cũng tác động cho vô ký, rồi cái vô ký với một cái tâm vô ký á, là không thiện không ác đó, vậy mà nó vẫn có thể tác động cho bất thiện, thiện và vô ký. Rồi chúng ta chỉ đơn cử thôi, chúng ta đơn cử cái tâm thiện tạo ra bất thiện. Chẳng hạn giống như là một người nào đó, họ làm một cái việc thiện nào đó, chẳng hạn giống như họ tu, họ giữ giới, họ tu tập thiền định, rồi đôi khi họ phản tỉnh lại rằng họ thấy rằng là cái đời sống tu tập của mình nó cao đẹp, ở trong tâm của ta có giới, trong tâm của ta có định, thì từ đó họ sinh ra cái ngạo mạn, nghĩ rằng là mình hơn rất là nhiều người khác, nghĩ mình là cái giới luật mình trong sạch hơn người khác, cái định của mình hơn người khác, cái tri kiến của mình hơn người khác. Thì cái giới đó đầu tiên, cái định đó và cái tuệ đó, trước đó nó vốn là cái thiện, nhưng mà nó hoàn toàn nó có thể nó tác động cho cái bất thiện, tức là cái ngã mạn sinh khởi. Như vậy thì khi chúng ta học diệu pháp đó, là ở trong bất cứ một cái nhân nào mà nó có cái vai trò tác động á, thì chúng ta đều gọi nó là nhân hết, chứ nó không phải cùng cái loại. Vậy thì các vị Phật tử chúng ta cũng không có thắc mắc rằng tại sao mà vô minh nó là bất thiện mà nó lại là tạo cho thiện là vậy. Rồi ngay cả một chúng sinh mà làm thiện á, thì cái thiện đó nó vẫn là cái điều kiện để cho cái tâm cái tâm bất thiện khác sanh, và cái tâm bất thiện khác nó vẫn còn, nó vẫn có thể nó làm cái điều kiện cái tâm thiện khác. Chẳng hạn giống như là một người nào đó họ nhớ đến một cái lỗi lầm của mình đã làm, cái lỗi lầm đó nó thuộc về bất thiện, nhưng mà sau khi mà họ nhớ lại đó thì cái sự ân hận, họ nhớ lại họ ân hận cái việc bất thiện họ đã làm, thì cái ân hận đó nó cũng là bất thiện. Như vậy thì đó là bất thiện trợ cho thiện, nhưng mà từ cái sự ân hận đó họ quyết tâm là từ đây về sau họ sẽ không làm cái việc thiện đó nữa, mà họ làm các cái công đức khác. Như vậy từ cái việc bất thiện đó mà nó cho họ có cái nó tác động cho cái bất thiện là cái sự ân hận, rồi cái sự ân hận đó nó tác động cho cái thiện tâm, tức là làm các cái công đức. Như vậy trong trường hợp đó chúng ta thấy rằng là bất thiện trợ cho bất thiện, rồi bất thiện đó trợ cho thiện. Nó tóm lại ở đây chúng ta chỉ đơn cử thôi, chứ còn thật ra nó
nói về cái nhân quả này đó là trùng trùng duyên khởi. Ở đây tôi ví dụ giống như là chúng ta nói rằng là một cái quốc gia đó mà cái nền kinh tế suy kém á, là nó dẫn đến nhiều cái hệ, nó dẫn đến nhiều cái hệ quả khác. Chẳng hạn giống như là một cái quốc gia nghèo á, thì nền giáo dục cũng kém cỏi. Một cái quốc gia nghèo á, thì cái nền y học nó cũng kém cỏi. Và một cái quốc gia nghèo á, nó cũng làm cho cái một cái hệ thống chính trị, cái hệ thống điều hành chính trị kém cỏi. Chúng ta nói như vậy cũng được. Hay nói giống như là giống như hình như vị cựu tổng thống Nam Phi, như ông Nelson gì đó được. Thì ông nói rằng là khi mà muốn đánh một cái quốc gia nào đó thì không hẳn là lúc nào cũng phải dùng cái vũ lực quân đội hết, mà chúng ta chỉ cần đánh vào cái nền giáo dục của quốc gia đó thì cái quốc gia đó suy thoái. Một cái quốc gia đó mà cái nền giáo dục yếu kém đó, thì kinh tế nó cũng sẽ đi xuống. Một cái quốc gia mà cái nền giáo dục yếu kém là y tế nó cũng yếu kém theo, và tất cả các cái ngành nghề trong xã hội đó nó đều yếu kém hết, bởi vì do thiếu giáo dục. Mà tất cả các cái quốc gia phát triển đó là nhờ người ta có cái nền giáo dục tốt. Như vậy một người đó thì họ nói rằng là một cái quốc gia mà cái yếu tốt then chốt để một cái quốc gia phát triển đó là cái nền kinh tế. Nhưng mà ở trong một cái nhìn khác đó, thì chúng ta vẫn có thể nói rằng là ở trong cái giáo dục. Và thậm chí có người ta vẫn có thể nói rằng là cái quốc gia mà có hưng thịnh hay suy vong là do cái nền thể chế chính trị. Một cái nền thể chế chính trị tốt đó, thì toàn bộ tất cả những cái ngành nghề, tất cả những mọi thứ ở trong quốc gia đó, từ cái giáo dục, từ kinh tế, từ cái học vân vân đó, nó đều vận hành tốt do cái nền giáo dục tốt. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói rằng là một cái quốc gia hưng thịnh là nhờ kinh tế, là nhờ giáo dục, hay là nhờ cái thể chế chính trị vân vân, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lấy ra rằng cái nào nó cũng có là nhân cũng nó cũng được. Và chúng ta thấy rõ rằng là cái này nó cũng tác động cái kia, và cái kia cũng tác động cái nọ. Do đó khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi ấy, là chúng ta học cái cách là giữa cái trùng trùng cái nhân và cái duyên đó, trong một quả nó có nhiều nhân rồi, mà Đức Phật ấy, ngài mới lấy ra là cái nhân nào để ngài trình bày để cho ra cái quả nào. Thật ra trong một quả nó được nhiều nhân, nó có nhiều nhân, thì trong một nhân á, nó cũng có tác động ra nhiều cái quả. Trong một nhân nó có tác động ra nhiều cái quả. Ví dụ giống như là từ cái hạt xoài nó tác động ra cho cái cây xoài, nó cho cái nhánh cây, rồi nó cho lá cây, và nó cho cái trái cây khác. Như vậy từ một cái hạt xoài đó mà nó cho ra rất là nhiều cái quả, chứ không phải là chỉ có một cái quả. Như vậy thì chúng ta trở lại cái mấu chốt do vô minh duyên hành, thì chúng ta thấy rằng là hành á, không phải chỉ có đơn thuần là chỉ có một nhân là vô minh, mà có rất là nhiều nhân. Và ngược lại đó là vô minh á, là không chỉ là nhân cho hành, mà vô minh nó còn làm nhân cho thức, rồi vô minh nó còn làm nhân cho danh sắc, rồi cho xúc thoải, vân vân, rất là nhiều nhân. Rồi không phải chỉ vô minh á, tác động cho hành một chiều, mà hành á, còn tác động lại cho vô minh. Và do vậy khi mà Đức Phật ngài trình bày về cái lối giáo lý duyên khởi này đó, không phải là một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì không ai có thể đem lấy ra được cái nhân và cái quả này để làm cái con đường giải thoát. Là bởi vì nếu mà có thấy cái nhân đó, chúng ta có thấy cái quả đó, thì chúng ta thấy rằng nó chồng chéo với nhau, mà ở trong kinh Đại Duyên Đức Phật ngài nó rối rắm giống như là trong cái tổ kén, thì không có thể nào mà chúng ta tìm ra cái manh mối, mà chỉ có trí mới có thể chọn ra cái nào đó làm cái manh mối. Chỉ có Đức Phật là mới lấy ra cái nào đó để làm ngày làm then chốt mà giải quyết cái bài toán sinh tử. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta học về một trong những cái phần
đề cập thêm ở trong cái giáo lý duyên sinh, và nhất là cái mấu chốt đầu tiên do vô minh mà có hành. Thì các cái bài học sau thì chúng ta chỉ học cái chi pháp gọn để cho các vị nhớ, nhưng mà tôi vẫn muốn trình bày cái phần này là do vì đây là nó có những cái ý nghĩa rất là quan trọng để chúng ta tìm hiểu về các giáo lý duyên sinh. Chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây cho các vị vừa. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ rồi, sư xin kính mời anh sư ạ. Chúng ta hồi hướng công đức. Dạ. Dạ. Y đăng hô nhà ti năng hô tu sục thi ta hoàn tu nhà ta yô. Y đăng bê bùi nhân đi ba na sa bai cha yô hô tu. Dạ, xin chào quý vị. Chào quý vị. Dạ. Dạ, con kính chào sư Thúy Tịnh ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, thưa cô, sẽ kính chào. Dạ, chúng con kính chúc cho các vị và các đạo hữu thân tâm của anh ạ. Con kính cảm ơn thân tổ Pháp Nhiên, kính cảm ơn sư Thúy Tịnh. Dạ.